Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 333 cái token MFC. Thì dự án này nó sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó thì mọi người đăng nhập vào biểu mẫu Glamio và thực hiện các nhiệm vụ. Đầu tiên là follow Twitter. Rồi chọn follow, chọn theo dõi, sau đó quay trở lại, chọn continue, tiếp tục sẽ retweet bài đăng. Rồi mọi người kéo lên chọn retweet, chọn tweet lại này, sau đó chọn like này và quay trở lại này. Rồi chọn continue, tiếp theo sẽ join vào nhóm Telegram. Rồi mọi người chọn join cho mình này. Và sau đó quay trở lại biểu mẫu này. Chọn continue. Rồi nhiệm vụ tiếp theo sẽ join vào nhóm channel của nó. Ở đây thì mọi người sẽ phải ở lại trong nhóm khoảng 10 giây nhé. Rồi chọn join này. Ok, quay trở lại. Chọn continue. Rồi sau đó sẽ join vào nhóm Discord. Rồi chọn join Discord. Rồi chấp nhận lời mời này. Ok, quay trở lại. Chọn continue. Tiếp theo là sẽ đăng ký kênh YouTube. Rồi bấm chọn đăng ký này. Và quay trở lại này. À mọi người sẽ ở thêm 5 giây nữa nhé. Rồi quay trở lại. Chọn continue. Sau đó thì mọi người sẽ join vào nhóm Medium này. Rồi nếu mà không join được vào nhóm Medium thì mọi người sẽ mở cái VPN lên cho mình. Thì mọi người có thể tải cái trình duyệt VPN này về nhé, 1.1.1 này. Rồi mọi người sẽ bật cái VPN lên và sau đó thì sẽ quay trở lại và tải lại cái trang này. Rồi mọi người sẽ chọn follow cho mình. Ok, và có thể tắt VPN được. Rồi sau đó thì mọi người sẽ quay trở lại biểu mẫu Glamio và bấm chọn continue. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC này. Ok, mọi người sẽ dán địa chỉ ví vào đây nhé. Chọn continue. Rồi cuối cùng thì nó sẽ xuất hiện một cái đường link để chia sẻ nhé. Và như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.